Phản ứng từ các đội bóng ngày càng nhiều, sai sót của trọng tài cũng xảy ra thường xuyên nhưng phản ứng của VFF lại khiến nhiều người phải thất vọng. Động thái duy nhất của VFF lúc này chỉ là yêu cầu ban trọng tài xử lý các sai phạm. Có lẽ VFF quên mất thực tế, hơn một mùa giải qua ông trưởng ban Dương Văn Hiền đã mỏi tay kỷ luật cấp dưới, nhưng công tác trọng tài ở cả V-League và giải hạng nhất đều không khá lên là mấy. Mùa giải trước có tới 77% trọng tài V-League mắc lỗi, còn con số ở giải hạng nhất cũng lên tới 74%. Sai nhiều như vậy nhưng lãnh đạo ban trọng tài không bị ai đụng tới thì chuyện sai tiếp không có gì lạ. Có lẽ đã đến lúc VFF phải xem xét lại công tác phân công trọng tài của ban trọng tài VFF có vấn đề gì không, cũng như có hay không chuyện cất nhắc cả quen làm nhiệm vụ, bất chấp chuyên môn không đặt yêu cầu. Chuyển sang thông tin khác, trước khi V-League 2020 khởi tranh, Hoàng Anh Gia Lai nhà bầu Đức được cho là đã nhận được khá nhiều lời đề nghị chuyển nhượng những ngôi sao như Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh. Dù vậy, lãnh đạo đội bóng phố núi đã từ chối tất cả, ngoại trừ trường hợp Công Phượng được cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh mượn để hướng đến mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng V-League so với các mùa giải trước. Sau 8 vòng đấu của V-League 2020, Hoàng Anh Gia Lai đang xếp ở vị trí thứ 6 với 12 điểm, thắng 3 hòa 3 và thua 2 trận khi được 8 bàn và để lọt lưới 10 lần. Theo lời bầu Đức ở một sự kiện mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, thành tích của Hoàng Anh Gia Lai tính đến thời điểm này chưa đến nỗi quá tệ, bởi chỉ cần thắng một trận, đội chủ sân Pleiku hoàn toàn có thể nhảy vọt vào top 5 đội dẫn đầu khi khoảng cách giữa Hoàng Anh Gia Lai và đội xếp trên không quá xa về điểm số. Tuy nhiên, nhìn xuống phía cuối bảng xếp hạng, đội bóng phố núi cũng đang chỉ hơn nhóm được đánh giá có nguy cơ phải đấu chủ hạng sau khi kết thúc giai đoạn 1 của giải với khoảng cách 3 điểm. Như vậy, nếu thi đấu không tốt ở 5 vòng đấu còn lại của lượt đi, Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có thể rơi xuống nhóm đua chủ hạng ở giai đoạn 2 theo thể thức mới của V-League 2020. Nhìn vào lịch thi đấu, người hâm mộ đội bóng phố núi có lý do để lo cho số phận của Văn Toàn cùng đồng đội ở những vòng đấu sắp tới. Thầy trò huấn luyện viên Lee Tae-hoon có 2 trận đấu trên sân nhà Pleiku tiếp Quảng Nam vòng 10 và thành phố Hồ Chí Minh vòng 13. Trong đó Quảng Nam đang ở thế cùng đường trong cuộc đua trụ hạng, còn ứng viên vô địch thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Hoàng Anh Gia Lai.